Dòng người đổ về chùa Bà Bình Dương trảy hội trong đêm. Tối ngày 23 tháng 2, 14 tháng Giêng, hàng chục ngàn người thập phương đổ về chùa Bà Thiên Hậu, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương để tham gia lễ hội. Lễ hội chùa Bà diễn ra trong 2 ngày từ 23, 24, 2, 14, 15 tháng Giêng hàng năm. Năm nay phần lễ chính của lễ hội là màn rước kiệu chùa Bà diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 2. Theo ghi nhận của thanh niên, từ chiều tối ngày 24 tháng 2 hàng ngàn người dân bắt đầu đổ về chùa Bà Thiên Hậu để dâng hương và xin lộc theo ban trị sự chùa Bà. Từ những ngày đầu tháng Giêng, hàng chục ngàn người dân thập phương đã về dâng hương, cầu phúc, cầu an. Ông Trần Vĩnh An, Phó Thường trực Ban trị sự chùa Bà cho biết, mỗi người dân chỉ được mang theo một cây nhang và sau khi cắm vào lư hương thì ngay lập tức chùa nhúng nước để phòng cháy, giữ an toàn cho người dân. Càng về khuya dòng người càng trở nên đông đúc, nhiều người phải chờ bên ngoài khá lâu để được vào dâng hương. Càng về khuya lượng người đổ về chùa Bà càng đông để xin tro, xin lộc. Chùa Bà tượng Bà Thiên Hậu nằm ở chính điện là nơi thu hút nhiều người nhất. Ban tổ chức phải huy động lực lượng túc trực liên tục thu gom nhang và lễ vật quá tải tại bàn dân lễ vật theo ước tính từ đầu năm đến nay. Chùa Bà thu hút khoảng 100.000 lượt khách đến dâng hương. Những mẫu tro trong các lư hương được người dân hốt và cho vào bao lọc để mang về với quan niệm sẽ mang lại may mắn cho bản thân. Người dân cầu khấn trước lư hương ở khu vực chính điện chùa Bà. Đây là năm thứ ba liên tục tôi đến đây, dù ở xa nhưng năm nào cũng vậy. Cứ tới dịp là tôi sắp xếp thời gian đến dâng hương và xin lộc bà. Chị Hương, Bà Rịa, Vũng Tàu, chia sẻ. Bên ngoài cổng chùa các dịch vụ như bán hoa, nhang, đèn cây, mâm ngũ quả cũng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu người dân trảy hội. Nhiều đoàn lân sư rồng cũng trục trịch kèn trống để biểu diễn trong những ngày diễn ra lễ hội.